Ê Hoàng, chị muốn mua laptop. Mua laptop chị? Chị mua laptop kiểu gì? Bây giờ nhá, chị cần laptop để chị mang đến văn phòng. Thế là đầu tiên là nó phải gọn nhẹ, dễ di chuyển. Okay. Thứ hai là nó phải đẹp. Đẹp nữa. Là con gái phải đẹp mà. Vâng. Là laptop phải đẹp. Vâng. Thứ ba là chị cần nó phải có hình mạnh một chút để chị edit video. Edit video. Chị là TikToker mà. Thế chị mua giá bao tiền? Khoảng tầm bao nhiêu? Khoảng tầm 20 triệu thôi nhá. 20 triệu. Khó thế nhỉ? Nhưng mà khó không nghĩa là không thể chị ạ. Ở đây em có một laptop đúng với nhu cầu của chị luôn. Chính là chiếc Avita V14B. Và bây giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người cái laptop này nhá. King. Chị ra đi. Như các bạn đã biết thì mình đang nói về chiếc Avita Liber V14B. Đây là một chiếc laptop vào khoảng tầm giá 20 triệu. Khi mà nhắc tới tầm giá 20 triệu thì các bạn sẽ nghĩ tới đó là những chiếc laptop gọi là mỏng nhẹ nhưng mà sẽ không có CPU quá là khỏe, khoảng tầm i5 hoặc là Ryzen 5 thôi, đúng không ạ? Nhưng mà Avita đã làm được một điều khác biệt với chiếc laptop này. Để nói một chút về Avita thì đây là một hãng tương đối mới tại thị trường Việt Nam. Nó là một thương hiệu Mỹ, nhưng mà đừng vì thế mà đánh giá rằng đây là một thương hiệu đắt tiền. Với 21 triệu thì chúng ta sẽ có một chiếc laptop với CPU i7, RAM 8GB và chúng ta có một chất lượng build vô cùng là chắc chắn. Vậy thì để tìm hiểu về chiếc laptop này thì chúng ta hãy cùng bắt đầu review nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu mở hộp chiếc laptop này ra và xem nó có cái gì nhé. Rồi, mở hộp nào. Vâng, chúng ta sẽ có rất nhiều thứ, tổng cộng là có 3. Rồi, đầu tiên một hộp màu trắng. Chúng ta có thể thấy ở đây, vâng, rất là nặng, có vẻ như đây là chiếc laptop của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ có một, đây là cục nguồn. Và một quà tặng đi kèm nữa, đó chính là một chiếc ba lô để cho Avita. Rồi, đây, ba lô thì được có màu xám và có logo Avita màu tím ở đây. Chúng ta sẽ có ở trong này là một cục nguồn. Và dây nguồn thì tương đối là cứng cáp, nếu mà theo mình thấy. Và cũng khá là nhỏ, không bị quá to như những chiếc laptop gaming. Và đầu cắm này thì cắm rất là dễ dàng trong những cổng cắm tại Việt Nam ta. Rồi, nhưng mà hãy để tất cả những thứ này sang một bên và tập trung vào chiếc laptop, được không ạ? Ok, ở đây chính là hộp của chiếc laptop Avita chúng ta. Và trong này thì chúng ta sẽ có, đó chính là... Mình cùng mở hộp với nhá. Wow. Dạ vâng, ngay trong hộp đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy đó chính là một cái để lau màn hình, một tấm rẻ lau màn hình. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có một bao đựng laptop để các bạn có thể đựng laptop vào trong ba lô hoặc trong cặp mà không bị gọi là xước laptop đi, được không ạ? Rồi, bây giờ thì là chiếc laptop của chúng ta. Ok, chiếc laptop của chúng ta ở đây. Nó có nhìn, hãy nói về cấu hình trước được không ạ? Với giá 21 triệu chúng ta sẽ có, đó chính là một CPU i7 10510U, tức là 4x8 luồng. Trong đó chúng ta sẽ còn có, đó chính là 8GB RAM cộng với cả một ổ cứng. Bình thường ở mức giá này thì mọi người sẽ nhận được ổ cứng SSD là tầm 512GB hoặc là 256GB. Nhưng mà Avita đã tặng cho chúng ta, đó chính là một ổ cứng 1TB lận để cho các bạn có thể chứa tất cả những nội dung mà các bạn muốn. Màn hình thì chúng ta sẽ có một màn hình 14 inch IPS Full HD. Rồi, về chúng ta hãy cùng bắt đầu về vẻ bề ngoài của chiếc laptop này đi. Điểm đầu tiên mà khi mà mình mở chiếc laptop này ra, đó chính là cái khi mà mình nhìn cái bề mặt của chiếc laptop này, đó chính là cái bề mặt nhôm có một màu hơi gold gold một chút, cái màu hơi rose gold một chút, và sẽ có logo Avita màu bạc ở đây, tương đối là bóng. Về thực sự chất lượng nhôm này rất là cứng cáp. Về bên dưới thì chúng ta sẽ có một tấm nhôm, dạ vâng, cũng rất là cứng cáp ở đây. Và thêm 4 chân fit để các bạn có thể tránh bị xê lệch laptop khi mà các bạn sử dụng. Đồng thời cái chân fit này có thể nhấc laptop lên khoảng tầm vài mm để hệ thống tản nhiệt này có thể hoạt động nữa. Ở bên dưới này chúng ta còn có thấy đó chính là hai cái loa 2W ở đây. Cái loa này thì chất lượng cũng bình thường thôi và âm bass thì hơi gọi là thiếu. Thực sự chiếc laptop này khi mà mình sờ vào thì mình cảm giác của cái cảm giác cứng cáp đến vô cùng. Thường thì trong tầm giá 20 triệu thì các bạn sẽ lựa chọn một là hiệu năng, hai là chất lượng build. Nhưng mà Avita đã cho chúng ta cả hai thứ đó. Vâng, rất là cứng rồi đấy. Mọi người có thể nhìn thấy tại vì nó là nhôm nguyên khối, à không phải là nhôm nguyên khối mà đây là hợp kim nhôm mà. Về cổng kết nối thì chúng ta ở bên tay phải chúng ta sẽ có một cổng DC này, một cổng USB 3.0, một cổng USB Type-C hỗ trợ sạc PD 2.0
và cả xuất hình nữa, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có đó chính là một đầu micro HDMI. Về bên tay trái thì chúng ta sẽ có đó chính là một cổng USB 3.0, một đầu headphone và một lỗ để cho các bạn cắm thẻ nhớ micro SD. Một điểm mà mình cảm thấy không hài lòng lắm về những cổng kết nối này đó chính là cái cổng duy nhất đấy thôi, cái cổng HDMI này. Thực sự khi mà một nhà sản xuất sử dụng cổng micro HDMI, tức là người dùng khi mà mua chiếc laptop này sẽ phải mua một cái dongle để chuyển từ micro HDMI sang HDMI bình thường hoặc là VGA, sẽ khiến cho các bạn mất thêm một khoản tiền nữa. Ok, bây giờ thì mình đã nhìn đủ về phía bên ngoài, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem bên trong nhé. Một điều mà mình rất là thích khi mà test những chiếc máy tính như này đó chính là xem là cái bản lề của nó có thể mở được bằng một tay không. Bây giờ mình cùng thử nhé. Rồi. Ui, được các bạn ơi. Dạ vâng. Và bây giờ thì mình sẽ bật chiếc máy tính này lên để xem cái màn hình của nó sẽ chất lượng như nào nhé. Rồi, mọi người có thể nhìn thấy ở đây đó chính là chiếc màn hình của chúng ta. Về chiếc màn hình này thì chúng ta sẽ có cái viền ở bên ngoài được làm bằng nhựa màu đen và nó tương đối là mỏng, có độ dày chỉ là 3.7mm thôi. Chúng ta có một cái cằm cũng hơi dày một chút và có logo của có dòng chữ Avita ở đây để khẳng định thương hiệu tất nhiên rồi. Và ở bên trên này thì chúng ta sẽ có một cái webcam là 1MP thôi. Nhưng mà mình coi đây rằng là một cái điểm yếu của chiếc laptop này. Tại vì chỉ có mỗi một cái webcam 1MP mà lại có cả một cái viền to như thế này để làm gì, đúng không ạ? Và khiến cho mình cảm tưởng rằng đây như những chiếc gọi là cái máy ép bánh mì vậy. Nó rất là buồn cười. Về chiếc màn hình này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình 14 inch ở độ phân giải là Full HD, sử dụng tấm nền là IPS, độ sáng là 220 nit, phù hợp cho những bạn nào sử dụng ở trong nhà và gọi là sử dụng những ngày râm thôi chứ không phải là sáng lắm. Cái độ phủ màu của chiếc màn hình này thì khi mà mình sử dụng các ứng dụng về chỉnh màu, chỉnh ảnh, chỉnh phim thì mình cảm thấy rằng là cũng tương đối ổn, không phải là tốt nhất, không phù hợp cho những bạn nào gọi là chuyên nghiệp trong những ngành mang tính xử lý, những ngành đồ họa và các bạn tầm trung thôi. Chiếc màn hình này thì với độ phân giải và kích cỡ như này thì mình khi mà mình đánh văn bản ấy thì gọi là tương đối là nét. Rồi, xuống dưới bàn phím thì chúng ta sẽ có là một layout 64 phím và có thêm các nút phím F ở đây. Tức là chúng ta sẽ không có những nút home, nút pay up, pay down, tại vì nó sẽ được tích hợp bởi vào những cái phím mũi tên như này, sử dụng phím FN. Thông qua đó chúng ta có thể sử dụng phím FN để tùy chỉnh trên những phím F ở đây, có thể làm màn sáng màn hình này, làm tối màn hình này, tăng âm lượng, giảm âm lượng, một cách nói chung là tùy vào các bạn thôi. Sau đó chúng ta sẽ có đó chính là những cái phím này, cái cảm giác bấm rất là thích, mình thực sự thích cái khi mà mình bấm bàn phím này. Cái hành trình phím là 1.5mm. Khi mà mình bấm vào, tức là mình đã dành một tiếng để viết kịch bản trên bàn phím này và mình cảm thấy cực kỳ là tuyệt vời. Thực sự rất là thích cái độ nảy phím không quá là nhiều, nhưng mà cái hành trình phím lại dày hơn so với những chiếc laptop gaming cùng tầm giá chẳng hạn, hoặc những chiếc Ultrabook cùng tầm giá. Và khi mà mình đánh thì mình cảm giác không hề bị sai phím một chút nào. Avita còn để đây một tính năng rất là hay ho cho các bạn cú đêm, đó chính là tính năng đèn LED bàn phím. Các bạn có thể setup nó thông qua phím FN và Print Screen. Và cái đèn LED này sẽ có hai mức độ. Tất nhiên là nó sẽ không quá sáng vào ban ngày, chỉ có thể dùng vào cho ban đêm thôi. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có đó chính là cái độ cứng của chiếc bàn phím này. Tại vì là tất cả những thành phần ở đây đều được làm hợp kim nhôm, nên là khi mà mình ấn rất là khó để ấn và tạo nên một cái độ flex của chiếc bàn phím. Và khi mà các bạn bấm thì đảm bảo các bạn sẽ cảm thấy cực kỳ thoải mái và không hề cảm thấy o bẹp một chút nào, kể cả chiếc màn hình cũng thế. Tại vì ở đằng sau đây chúng ta có một tấm nhôm mà, nên là để các bạn nhìn mình nhé, xem này. Đấy, rất là khó để có thể bẻ cong màn hình được. Đấy, đó, mọi người thấy tuyệt vời không ạ? Rồi, nói về chiếc màn hình xong thì chúng ta sẽ phải nói về chiếc touchpad đúng không ạ? Đây là một điểm cực kỳ là mạnh ở chiếc laptop này. Tại vì khi mà nói về tầm giá 20 triệu và những chiếc laptop 14 inch thì những touchpad của nó thì nó cũng tương đối là bé thôi, nhỏ nhỏ tầm này thôi. Nhưng mà Avita cho chúng ta một chiếc touchpad rất là to, rất là rộng ở đây để cho các bạn có thể đó chính là sử dụng một cách thoải mái nhất, dùng bất kỳ cái tay, và khi các bạn đánh văn bản có thể sử dụng ngón cái của bạn gì khắp mọi nơi luôn. Cái touchpad này thì cũng tương đối là mượt mà, có hỗ trợ đó chính là cảm biến là 4 ngón, tức là các bạn có thể sử dụng 4 ngón ở đây để tùy biến điều chỉnh đấy các bạn, mọi người có thể nhìn thấy ở trên màn hình. Rồi, và cái trải nghiệm bấm của nó cũng tương đối là ổn thôi. Mình nghĩ rằng khi mà bấm cái bàn phím, cái touchpad này thì nó cũng chỉ ở hạng B, chứ mình không thể đòi nào một cái touchpad hạng S được khi mà giá tiền chỉ có tầm 21 triệu.
Bên cạnh đó thì ở trên mặt này chúng ta sẽ có đó chính là một nút nguồn ở bên tay phải ở đây trên góc này. Và hơi dễ thỉnh thoảng mình sẽ bị bấm nhầm khi mà mình đánh văn bản, khi mà mình bấm nút xóa ở đây. Và bên tay trái chúng ta sẽ có một đó chính là cảm biến vân tay, rất là thích hợp cho những anh em nào không muốn bấm mật khẩu và túp một phát là mở được máy tính luôn. Rồi, chiếc máy tính này thì mình đánh giá rằng là khi mà mình nhìn, mình cảm giác đây là một sản phẩm rất là cao cấp. Nhưng mà tất nhiên rồi, chúng ta còn phải đánh giá một điểm nữa, đó chính là điểm hiệu năng của chiếc máy tính. Bây giờ thì mình sẽ làm một vài bài test thông qua những phần mềm và một vài trò chơi để test xem hiệu năng của chiếc CPU và RAM ở trong này có thể đạt được đến là bao nhiêu nhé. Bọn mình sẽ test ở đây là 3 tựa game eSports. Mình biết rằng đây chỉ là một chiếc laptop văn phòng thông thường thôi, nhưng mà nhiều khi các bạn cũng cần chơi game chứ đúng không ạ? Vậy thì đầu tiên tựa game đó chính là CSGO. Ở mức thiết đập là thấp nhất thì mình sẽ có FPS trung bình là 20 FPS. Sau đó chúng ta sẽ có tựa game là Dota 2. Tựa game này thì đã được setting ở mức là fastest thì mức FPS trung bình là 60. Và cuối cùng tựa game Liên Minh Huyền Thoại là một tựa game khá là nhẹ, đặt ở mức setting là trung bình và đã đạt được FPS là khoảng tầm 60. Qua bài test vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng chip U ở trong chiếc máy này cũng có thể đạt được một mức FPS vừa phải, khoảng tầm 60 FPS cho những tựa game eSports hạng nhẹ thôi. Còn nếu các bạn muốn chơi những tựa game cao cấp, những tựa game AAA thì mình chắc là không thể nào mà đạt được với chiếc máy này. Và nếu các bạn muốn một FPS cao hơn thì điều duy nhất có thể làm là giảm hết setting xuống và giảm vào độ phân giải nữa. Cái mức nhiệt độ ở trong chiếc máy này là khi mà mình test trong một khoảng thời gian dài thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm có thể lên tới là hơn 70 độ và cao nhất là 72 độ C. Vậy nên là để có thể tản nhiệt một cách phù hợp nhất, một cách thoải mái nhất thì các bạn mình nghĩ rằng nên không nên để lên đùi để chặn cái quạt tản nhiệt ở đây. Và có thể là sử dụng những cái tấm nâng laptop lên để laptop có thể hít đường gió mát mẻ nhất. Ok, cuối cùng thì mình sẽ nói về vấn đề là thời gian sử dụng. Trong này chúng ta sẽ có một chiếc pin, đó chính là pin 4830 mAh. Theo như Avita thì chiếc laptop này sẽ sử dụng được lên tối đa là 10 tiếng đồng hồ. Nhưng mà qua trải nghiệm riêng của mình thì mình vừa đánh văn bản và xem video YouTube thì nó chỉ đạt được đến maximum là 5 tiếng đồng hồ thôi. Và nếu mà các bạn sử dụng những tác vụ nặng như là Photoshop, như là Premiere Pro thì mình đảm bảo rằng cái lượng pin đấy sẽ giảm xuống một cách rất là nhiều, sẽ khoảng chắc khoảng tầm 2 tiếng tới 2 tiếng rưỡi thôi. Nói tóm lại, vào mức giá là 21 triệu, chính xác hơn là 20.999.000 tại Hà Nội Computer thì các bạn sẽ có một chiếc laptop rất là cứng cáp và có một cấu hình tương đối cao. Khi mà mua tại Hà Nội Computer ngay bây giờ thì các bạn sẽ được tặng đó chính là pad chuột và cả chuột nữa. Và trong tầm giá này thì mình cảm thấy rằng Avita Libre V14B là một đối thủ vô cùng đáng gờm với những chiếc laptop Ultrabook khi mà những hiệu năng của nó đem lại là rất là cao. Nếu các bạn cảm thấy hứng thú với sản phẩm này thì đường link sẽ nằm ở dưới mô tả. Còn nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì tại sao không bấm like và subscribe. Và cuối cùng, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn tại một video sau.